á thì móc ra nha, để sẵn trên bàn, lát biết đâu nó thành giấy 10.000 ngay trên nhà là khỏe nó nha. Hello everybody, thank you everybody. Tôi xin được nhìn lại nhà ở thương gia quốc tế nói là nếu có gì sai sót xin quý vị bỏ qua đi. Ủa, dịch gì kỳ vậy? Việt Nam hả? Dạ, dù hát, dịch kê là gì? Dạ là khác, khác khác. Thank you.
ok, là 100. Rồi, anh cầm hiểu cái microphone. Rất cảm ơn các anh chị đã cho phép chúng em tham dự. Yeah.